BTR-82H là phiên bản nâng cấp mới nhất và hiện đại nhất của dòng xe thiết giáp chở quân BTR-80 nổi tiếng. Chúng bắt đầu được trang bị cho quân đội Nga từ năm 2013 và nhanh chóng được ưa chuộng nhờ những tính năng kỹ, chiến thuật ưu việt. Thông số kỹ thuật cơ bản, theo công bố của nhà sản xuất, trọng lượng chiến đấu, tấn, 15,4, kết cấu bánh xe, 8x8, kíp xe phân đội bộ binh kèm xe, người, 37. Động cơ, diesel công suất 300 mã lực, vũ khí chính là pháo 30mm, vũ khí phụ là súng máy đồng trục 7,62mm PKT. Khả năng tác xạ, độ, góc tà, -4 tới +70, phương vị, 360, tốc độ tối đa trên đường, 100 km/h, bơi, 9 km/h. Tầm hoạt động, km/600, giáp chống đạn su. Về khả năng phòng hộ, lớp giáp thép toàn thân tích hợp đa lớp gồm cả sợi ke la tổng hợp đem lại khả năng chống đạn, kháng mìn tốt hơn. BTR-82A có thể chống được đạn súng máy 7,62mm, trong đó giáp trước chống được đạn xuyên thép 12,7mm. Trong lần thực chiến gần nhất hôm 14 tháng 7 ở Syria, BTR-82A đã chứng minh khả năng kháng mìn rất tốt khi bảo vệ an toàn cho kíp chiến đấu quân cảnh Nga khi đang tuần tra trên đường cao tốc M4 thì bị phiến quân đánh bom, khiến xe bị hất văng ra khỏi đường. Về hỏa lực, tháp pháo BPPU trang bị pháo tự động 2272 cỡ nòng 30mm tự động ổn định, có tốc độ bắn lên tới 330 phát phút. BTR-82 có khả năng bắn thủng lớp vỏ bảo vệ của các loại xe thiết giáp hạng nhẹ ở cự ly tới 1,5 km hoặc diệt mục tiêu bộ binh khi dùng đạn nổ, phá mảnh ở cự ly tới 2 km. Ngoài pháo chính 2272, trên tháp pháo của BTR-82A còn có một khẩu súng máy đồng trục PKT 7,62mm để diệt mục tiêu cự ly gần. Về sức trở và khả năng cơ động, nhờ động cơ diesel tuabin tăng áp Kmat 740.14-300 công suất 300 HP cho phép BTR-82A hoạt động trên mọi địa hình.